Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay có hai chiếc cục đẩy, đó là Martin MA1003, một trong những dòng cục đẩy size 3U chuyên cho anh em đi sự kiện đánh full đôi, đánh súp kép 50 từ 220-100 anh em nhé. Và ok, hai cục đẩy này thì đầu tiên em sẽ test cho bác khách ở Thanh Hóa, bác thứ hai là bác ở Bình Dương anh em nhé. Thì hai bác này cũng đều đã đặt cọc trước cho bên em, đó là 500.000 đồng rồi. Thì giá của cục đẩy Martin MA1003 này đó là 10.800.000 đồng là chưa bao gồm phí ship. Thì mỗi bác cọc trước 500 rồi thì nhận hàng phải thanh toán nó là 10.300.000 đồng cộng với lại phí ship thôi anh em nhé. Và phí ship con này thì nó sẽ dao động ở tầm khoảng 300.000 đến 400.000 tùy từng địa điểm. Vào Thanh Hóa thì nó có thể tầm khoảng 300.000 và trong Bình Dương nó cũng rơi vào tầm khoảng hơn 400.000 một chút anh em nhé. Nhưng với những dòng này thì anh em đánh nó rất là bền và tiếng của nó thì phải rất là hay. Với những dòng này thì bên em đã có những cái video đã lắp đặt thực tế cho anh em cùng nghe và cùng xem rồi. Và không phải là ít anh em đang sử dụng cái cục đẩy Martin MA1003 này. Thì ngày hôm nay rất vui, đó là hai bác khách hàng đều lựa chọn cho mình đó chiếc cục đẩy MA1003 để đi chơi sự kiện, để đánh những sàn sự kiện gần Tết rồi anh em nhé. Có rất là nhiều show nên là anh em lựa chọn cục đẩy Martin MA1003 này thì rất là sáng suốt. Với chất âm đây thì anh em có thể nghe thấy dòng này thì đánh tiếng bass, tiếng check rất là chắc tiếng anh em nhé, rất chắc tiếng luôn. Và một kênh của nó sẽ là 1.300W ở cái chế độ 8 ohm. 1.300W thì anh em có thể chơi với lại full đôi 725 từ 220-100 hoặc là một cặp Lairai Bass 40. Một cặp Lairai Bass 40 là nó đánh trên một kênh là một cặp luôn anh em nhé. Đấy, hoặc một cặp full đơn Bass 40 trên một kênh. Súp kép thì anh em nên đánh với súp từ 220-100 và súp chuẩn, súp hãng thì nó vẫn có độ nhạy tốt. Thì con này 1.300W nó phải đánh căng cho anh em được, đó là súp 50, súp kép 50 từ 220-100 luôn anh em nhé. Đấy thì cũng đã vừa bóc hộp ra đây. Đây là cái hộp của nó đây. Bóc ngồi bên cạnh luôn anh em nhé. Cũng vừa bóc ra và cũng test hàng để gửi cho hai bác khách hàng thôi. Với những mẫu này, đẩy này thì chắc là chưa ai chê cả, chưa ai chê cả anh em nhé. Và thì trong quá trình làm video ấy thì bên em vẫn để cho máy nó chạy đầy đủ cho anh em luôn. Và test từng tiếng, từng kênh một thì em cũng đã vừa test rồi. Và test xong thì em mới làm được cái video. Thì cái thời gian đó là cái thời gian để chạy đẩy cho nó già lên. Đấy, cho nó có ổn định hay không là biết ngay anh em nhé. Với những hàng này nó là hàng nặng nên là sẽ phải test rất là kỹ trước khi gửi cho tới tất cả các bác, để cho các bác yên tâm hơn khi sử dụng cái cục đẩy Martin MA1003 này. Và ok, cứ để chạy anh em nhé. Hàng mới, chưa vết xước luôn, chưa vết vân tay luôn. Quá ok. Sang bên này thì đó là cái nội thất của dòng cục đẩy MA1003. Thì rất nhiều anh em cũng đã tìm hiểu, rất nhiều anh em cũng đã muốn xem về cái nội thất của cục đẩy này. Thì đây là một con hệ bên ngoài, bên em cũng demo và cũng mở cho anh em xem cái nội thất luôn. Vì rất nhiều anh em thì không muốn bung máy. Đấy, rất nhiều anh em không muốn bung máy, cũng để nguyên cơ. Đấy, thì cũng theo nhu cầu của các bác thì đáp ứng đầy đủ. Bên em hàng mới, chứ bên em không bán hàng bãi, không bán hàng cũ. Lên cái chất lượng của nó và cái độ yên tâm tin tưởng thì anh em cứ thoải mái, không phải suy nghĩ gì cả anh em nhé. Không phải suy nghĩ gì cả, thoải mái mà chơi thôi. Dòng này nó quá là bền và quá là trâu rồi. Đấy, 80 sò đầu di với kép, có cả bù áp anh em nhé. 80 con sò đầu di, có cả bù áp trong này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Và mỗi kênh của nó thì sẽ sử dụng nó là 2 con MOSFET để bù áp. Đây là những con MOSFET anh em này, 50N20. Đấy, 50N20, đây là những con MOSFET để bù áp. Và mỗi kênh nó sử dụng 2 con, thân to, xác to anh em nhé, chứ không phải xác nhỏ đâu ạ. Đây là những con xác to, thân to. Đấy, mên mạch thì thoải mái cho anh em, quá ok rồi đúng không ạ. Hàng này thì hoàn toàn nó là sử dụng linh kiện chân cắm, hoàn toàn chân cắm hết anh em nhé, chân cắm hết thôi. Đấy, không sử dụng linh kiện chân dán đâu ạ, toàn sử dụng linh kiện chân cắm thôi. Cuộn biến áp xuyến dây đồng 32 tụ lòng nguồn chia 2 tầng, mỗi tầng 16 con. Dây dẫn đây thì kết nối thì chắc chắn vô đối luôn anh em nhé.
thoải mái cho anh em luôn, chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, những khớp nối chắc chắn như thế này cơ mà, đúng không ạ? Quá chắc chắn luôn rồi. Đấy, quá ok rồi, đúng không ạ? Đấy, Martin 12.300, hàng chuyên sự kiện, công suất rất là khủng cho anh em và các bác cùng chơi. Đấy, quá ok, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái nội thất của nó. Và quay sang với hai chiếc này thì nó đã test rất là kỹ rồi, và bây giờ thì em xin dừng cái video ở đây và sẽ đóng hàng và sẽ gửi hàng cho hai bác thôi. Thì cũng rất cảm ơn hai bác cũng đã tin tưởng và mỗi bác đã đặt cho mình một chiếc cục đẩy, đó là Martin MA1300. Thì rất cảm ơn hai bác này một lần nữa. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại góc dưới màn hình. Xem video hãy nhớ like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất. Và ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.